Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Và hôm nay thì em xin phép làm video giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Avanza, giá bán cũng như là giới thiệu cho anh chị về các tính năng ở trên xe. Thời điểm hiện tại đang là tháng 1 năm 2024, cũng là thời điểm anh chị đang muốn lựa chọn một chiếc xe để mình đi trước Tết, hoặc là có thể ngay sau khi ra Tết thì mình sẽ di chuyển phục vụ cho gia đình cũng như là kinh doanh. Thì chiếc xe Toyota Avanza này là một chiếc xe nó dung hòa được cả hai cái nhu cầu là gia đình và kinh doanh. Một chiếc xe 7 chỗ mà tổng tài chính nó chỉ rơi vào khoảng 600 triệu. Và thời điểm hiện tại bên em cũng đang chạy giá rất tốt cho chiếc xe này. Thì đối với dòng xe Avanza, giá thời điểm hiện tại như thế nào? Giá niêm yết của phiên bản tiêu chuẩn thì có giá niêm yết cho bản Avanza là phiên bản số sàn có giá niêm yết là 558 triệu, và hiện tại thì bên em đang giảm là 15 triệu tiền mặt cho anh chị. Thì đăng ký đăng kiểm các thứ xong xuôi nó sẽ rơi vào khoảng 600 triệu. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản cao cấp, phiên bản số tự động thì có giá niêm yết là 598 triệu, và là chiếc xe ở trước mặt chúng ta đây. Thì chiếc xe này thì bên em hiện tại đang giảm khá là sâu, là giảm lên đến 25 triệu tiền mặt, và tặng cho anh chị bảo hiểm thân vỏ 1 năm cũng như là gói phụ kiện chính hãng. Thì đối với cái ưu đãi bên trên thì anh chị chỉ cần đăng ký đăng kiểm xong xuôi nó sẽ rơi vào khoảng 638 triệu là đăng ký xong xuôi rồi, và đã bao gồm bảo hiểm thân vỏ 1 năm và gói phụ kiện chính hãng. Thì chiếc xe này thì đối với cái xe, và đặc biệt em cũng có thêm thông tin là cái giá đó đã là áp dụng cho xe 2024 anh chị nhé, chứ không phải là xe bọn em xả tồn 2023 đâu, mà bên em giờ đang đẩy mạnh để chương trình Tết. Thì giá xe 2024 xe mới sản xuất luôn, nhưng mà giá cũng rất là tốt rồi, chỉ khoảng 600 đến 630 37 triệu, 37-38 triệu thì là anh chị lăn bánh xong rồi. Và một vấn đề nữa là nếu mà anh chị quan tâm đến trả góp của xe thì bên em hỗ trợ vay lên đến 80% giá trị xe. Thì anh chị chỉ cần trả trước giúp em số tiền cho phiên bản tiêu chuẩn là khoảng 170, và phiên bản cao cấp là 180 triệu là anh chị mang xe về rồi. Còn phiên bản hai phiên bản thì có ngoại thất cũng khá là giống nhau, thì đều được trang bị là cụm đèn chiếu sáng phía trước là cụm đèn full LED, có đèn halogen là đèn sương mù, và cái la răng đều được trang bị là la răng dạng phay xước. Gương thì được trang bị là gương có cảnh báo điểm mù trên gương này, có cảnh báo phương tiện cắt ngang về sau khi lùi, có auto cụp mở khi mà mình khóa cửa xe đây ạ, gương auto này, có lên xuống kính tự động ở bên kính lái, và chống trơn trượt. Mà ở cụm bên này sẽ là cụm điều khiển của màn hình giải trí cũng như là màn hình đa thông tin ở đây. Thì màn hình đa thông tin nó cũng khá là gọn gàng thôi, nó cũng không được lớn như trước dòng xe Velox, nhưng mà cũng đầy đủ khá nhiều thông tin. Còn đặc biệt là cái màn hình đa giải trí của xe thì rất là lớn đấy chị ạ, màn hình xe giải trí rất là lớn, và có tích hợp luôn cả Apple CarPlay và Android Auto ở trên xe. Ngoài ra thì xe được trang bị là điều hòa chỉnh cơ, có bảng điều khiển điện tử, và 2 dàn lạnh, có dàn lạnh cho người thứ 2 và thứ 3 ở trên trần đây. Và có đặc biệt là có cái chức năng mắc cun này, thì anh chị đi ở cái nhiệt độ mùa hè thì nó rất là mát rất là nhanh. Xe thì có đề nổ tự động cho cả hai phiên bản. Có đây là hộp số của phiên bản tự động này. Phanh thì vẫn là dùng phanh cơ, có bệ tì tay, hốc để đồ ở đây. Và hàng ghế thứ hai thì chiếc xe này là một cái chiếc xe có lợi thế của hàng ghế thứ hai rất là linh động, từ có thể để 3 hàng như thế này, để 2 hàng như thế này, hàng ghế thứ 3 gập, hoặc là anh chị gập cả 2 hàng ghế, hoặc là anh chị có thể dựng hàng ghế thứ 3 lên và ngả hết cỡ cái hàng ghế thứ hai thì mình sẽ thành được một cái ghế sofa ở phía đằng sau luôn chị ạ. Thì anh chị nghỉ ngơi cũng như là mình đi cũng đường dài mình nghỉ thì nó cũng như một chiếc sofa hay như một chiếc giường trên xe của anh chị. Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là giới thiệu cho anh chị về xe Toyota Avanza. Thì anh chị nào cần em tư vấn thêm các vấn đề khác về xe như là lịch xe, giá xe, trả góp thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.